Mấy anh em sẽ đóng cái con còi vào cái bộ này để test thử cho cu quyết. Đấy, để cho nó hàng chơi chơi cho nó chơi Tết đấy. Đéo không ạ? Cờ đỏ đuôi cá. Còn nan còn chưa, lan còn chưa xong rồi. Nhưng mà kệ thôi, cứ lắp vào để chơi đây này. Nan còn chưa xong rồi này. Nhắc người ấy. Gió chuyển nữa sang bên này luôn này. Đấy, mắc vào cái gì kìa? Mắc cái gì kìa? Mắc cái gì kìa? Nhèo đầu luôn. À, diều còn khung còn chưa xong đâu. What? Giờ gọi là thật lắp vào để thả tạm rồi đấy. Khung chưa ráp. Chưa ráp xong khung. Mới vót rồi. Mới vót xong. Mới ráp. Bỏ tự bỏ ra ráp. Còi nó phải... Cầm lên nghe. Cao làm gì? Nhỉ? Gió to. Xuống không? Dạy. Ui ôi, gió to thế. Tên là thử thách. Nani? Gió to ấy. Ui. Cẩn thận. Bơm hết à? Cho lên đi đã. Rồi, bây giờ cho lên. Rồi, bám. Bây giờ, ui, tức giận. Ơ, đất. Mày hát kiểu gì vậy? Đây là đây này không lối. Đoạn này thì lối kiểu đéo gì. Ồ vãi cứ đi tìm diều. Đợi tí. Đâu? Đây, dây đây. Đấy. Các bạn ngửi. Ngay quanh bên này thôi các bạn ạ. Đang đây không có người mà dám bỏ khẩu trang ra đấy. Nó một thằng nóng hết cả người. Nhìn thấy rượu cho em ơi. Thấy chưa? Vẫn thấy dây đúng không? Ở đây rơi thì không sợ mất. Nhưng có những lời á, chỉ rơi vào các bạn mà không nhanh chân nhanh tay là mất luôn sáo luôn, cả sáo và diều luôn. Kia rồi, thấy rồi, thấy rồi. Đây rồi. Đấy, anh em nhìn chưa? Bay. Sao không? Mày nhá, mẹ mày mà không mắc cảnh táo nhá. Mắc cảnh táo là thôi hỏng đấy. Đây rồi. Về rồi. Cái số mình là cứ đi quay là thấy đéo là toàn thứ táo hay sao ấy. Hay anh nhìn. Kéo đây về luôn. Cứ đằng này à? Đủ này thôi. Mình vừa đợi đi. Không có lỗ nào à? Thế ăn vậy. Trả lại nha anh em nhá. Thải máy bay. Cùi, ôi gió to. Không thèm găng tay luôn. Anh em nghe tiếng chưa? Còi nó vã thì thôi luôn. Vã thì ác luôn. Táo đâu hết rồi em còn. Được. Không cần, không cần đấy à? Găng à? Thầy trai. Úi trời ơi. Mày nhặt chắc nhặt sáo nó bị bổ thế nó lệch sáo không vấn đề gì. Không, không bổ. Nó nằm luôn trên cây chuối mà. Hơi nghiêng à? Kệ nó. Thả tầm này rồi kéo làm gì nữa. Bố thả vừa thử thôi, tí để mang về. Nhà bác. Thì nhà bác ở ông kia nữa. Nghe này mà nghe cũng hạ ít gió nhỉ. Kinh đi cơ. Hả?
hai gió nó căng nó nhìn thế. Tí về là hai bộ còi nó gõ xuống thì đâu đấy. Bộ vào đi em, bộ vào gốc cây nhãn này. Cái đoạn này thả nhiều mà đang nó mỏi đứt, tí vứt đi nhá. Nhanh buộc chắc vào, không phải đi nhặt lần nữa là đau đầu. Bây giờ đi nhặt là xa hơn lúc nãy đấy. Bây giờ lên cao hơn mà. Hôn bung đấy chưa, chắc chưa, trạng này nó đánh chết đấy. Đi mà thử xem nó còn nặng không, biết lại hả? Thôi thế này là xong rồi. Ê, nó không nặng tí nào đâu, cố gắng chịu khó mà. Chịu khó mà ấy đi. Nó có nặng tí nào đâu mà. Úi dồi ôi. Ê thằng buông tay ấy, ấy đây thì đứt mẹ tay. Ok. Nó có nặng tí nào đâu. Này là ok rồi các bạn. Về còn ráp nốt lan nữa, mới cả trà chiếc các thứ xong mà sơn sửa lại nữa là ok rồi. Thôi video này tạm dừng nữa nhá. Hẹn gặp lại anh em trong video sau. Ok. Bye bye.